Các con thì nên học chưa thấy nên người. Cháu cũng rất là muốn đi học nữa nên là bố mẹ cố gắng đi vay tiền xong rồi cháu đi học. Là muốn trở thành cô giáo. Học được cái chữ để sau này có tương lai. Và trên này ba mẹ cũng cực khổ cái nào cố gắng lo cho con ăn học. Em sẽ làm giáo viên dạy môn lịch sử địa lý cho các em học sinh cấp 2. Ba dân tộc thiểu số của Việt Nam sống tập trung chủ yếu tại các vùng miền núi biên giới. Đây là khu vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với chính sách bảo đảm đời sống, an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước, thì phát huy nội lực của từng dân tộc luôn được chú trọng. Để mỗi dân tộc phát huy thế mạnh, giữ gìn bản sắc, hội nhập cùng sự phát triển của đất nước, thì giáo dục có vai trò then chốt. Ở Việt Nam, cùng với khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế xã hội. Đây là quan điểm xuyên suốt trong các văn kiện của Đảng ta. Hiện nay, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn gặp nhiều khó khăn so với các vùng khác bởi sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, đặc biệt là các định kiến khuôn mẫu giới. Giáo dục không chỉ là quyền mà còn là phương tiện quan trọng thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ em. Cách xa huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu gần 2.000 km xuôi về phương Nam. Dân tộc Xiêng có hơn 100.000 người sống tập trung tại tỉnh Bình Phước. Đây là dân tộc có tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường, trẻ em trong độ tuổi đi học nhưng chưa từng đi học hoặc thôi học cao thứ hai cả nước với 35,3%. Tỷ lệ này cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ chung của 53 dân tộc thiểu số. Có một sinh viên người dân tộc thiểu số rời bản lên thành phố tìm kiếm chân trời tri thức mới. Đó là em Điều Thị Nhi, dân tộc Xtiêng. Nhi hiện là sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2022, Nhi trúng tuyển đại học với số điểm 25,25 và được Ủy ban Dân tộc tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu của năm. Gia đình Nhi có 4 chị em, Nhi là thứ hai. Nhận thấy những thiệt thòi của đời mình,
nên bố mẹ Nhi luôn động viên con hãy học hành thật tốt. Hết phổ thông rồi học lên đại học hoặc học nghề tùy theo khả năng. Bên cạnh các chế độ hỗ trợ của nhà nước đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, để lo cho chị em Nhi yên tâm ăn học, ba mẹ em đã phải làm rất nhiều việc như đi làm thuê, lượm điều, hái tiêu, hái cà phê khi đến mùa. Năm ngoái không có trái mấy cái này, cứ năm được năm mất à. Cầu mong nhưng đừng có chết nữa, có nguồn thu nhập cho con đi học. Không chết là khổ lắm nè. Nhiều những đứa trẻ không được đi học á, thiếu thốn đủ điều, nhưng mà con gắng học. Nói thật ra, nói về ngày xưa thì khổ cực lắm. Vợ chồng đi làm mướn làm thuê, ai kêu gì làm đấy. Chồng thì đi phát cỏ, vợ thì đi vét bồn cà phê, làm thuê cho người ta đó. Thậm chí mang bầu con bé đấy mà người ta thấy bầu to, đúng ra người ta đi làm chỉ có 15 ngàn một ngày thôi. Nhưng mình đi làm ấy, người ta thấy khổ quá mà, người ta cho thêm 5 ngàn nữa, thành 20 ngàn một ngày công. Nghe được tin cháu trúng tuyển đại học thì cũng rất chi là mừng. Vừa mừng vừa lo. Lo cái thứ nhất là con đi xuống đấy, tức là xa gia đình á, không biết là hòa nhập cái cuộc sống như thế nào. Cái thứ hai nữa là rất vui khi ba mẹ thì điều kiện ăn học thì nó hạn hẹp, không có. Trong đây là gọi là vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và vùng giáp biên giới. Học hành của các em ở đây thì nó hạn hẹp lắm. Cho nên muốn ủng hộ cháu đi học giáo viên là để sau này về mang kiến thức về để dạy sang một thế hệ mới. Mình làm nông nghiệp mà mình không vận dụng khoa học thì không bao giờ mình làm nên được. Nên phải có chữ, trước mắt là phải có chữ. Có chữ thì đi áp dụng khoa học, mà có áp dụng khoa học thì mình mới xóa được đói, giảm được nghèo. Uống đi làm như thế nào con? Con vẫn đi cùng lúc đóng tiền. Lên trên đó về các mối quan hệ vẫn giao tiếp bình thường, nhưng mà cái chuyện yêu đương thì nó đúng là nó mẹ không cấm con. Bây giờ mình tập trung học không? Dạ. Sau này thì khi mình có ngành có nghề rồi, lúc đó thì những chuyện yêu đương. Trong quá trình học phổ thông, Nhi được thầy cô giáo tâm huyết dạy bảo với mục tiêu là giúp các học sinh dân tộc thiểu số có tương lai, thoát khỏi cảnh khó khăn, nghèo đói. Đó cũng là lý do khiến Nhi thi vào sư phạm, ước mơ trở thành cô giáo. Em muốn học sư phạm vì em muốn tương lai mình có thể đi dạy giống như thầy cô, chỉ dạy cho mấy em những kiến thức mới. Trẻ em ở đây có bị thiếu thốn về nhiều mặt, về cơ sở vật chất học trong học tập nè, rồi các em không được tiếp xúc với tiếng Anh, với bộ môn tin học khi học tiểu học nè. Những hình ảnh đó tạo cho em cái động lực là mình phải cố gắng phấn đấu làm sao để học thành tài, để mai mốt về giúp ích cho bản làng thôn xóm của mình ngày một phát triển hơn. Ước mơ của Nhi cũng là mong muốn của mẹ em, ra đi rồi trở về để chung sức xây dựng quê hương. Đối với những em là con em của người đồng bào dân tộc thiểu số, sau khi tham gia học ở các trường trung cấp cũng như là cao đẳng đại học, thì các em đem kiến thức về địa phương nó được cái điều kiện rất là thuận lợi, bởi vì các em là người bản địa, hiểu được phong tục, hiểu được tiếng nói, hiểu được thói quen cũng như là tập quán của người đồng bào dân tộc thiểu số, và các em được tiếp cận những cái kiến thức mới thì mình về sẽ biết chọn lọc những cái gì phù hợp. Một phần là sẽ bỏ được những cái phong tục lạc hậu, và đồng thời thì sẽ đem những cái kiến thức mình học được về góp phần xây dựng địa phương
vững mạnh hơn. Trong những sinh viên người dân tộc thiểu số, nhiều em có chung suy nghĩ muốn trở lại quê hương sau khi học xong đại học. Minh Hóa là huyện miền núi vùng cao, có 89 km đường biên giới với nước bạn Lào. Nơi đây có 6.500 đồng bào dân tộc Chứt sinh sống tập trung ở các xã biên giới Dân Hóa, Trọng Hóa, Thượng Hóa và Hóa Sơn, chiếm gần 90% dân số dân tộc Chứt trong cả nước. Dân tộc Chứt ở Quảng Bình được hình thành từ 5 tộc người gồm Sách, Mày, Rục, Arem và Mã Liềng. Trong 5 nhóm này, người Rục mới được lực lượng chức năng và chính quyền phát hiện cách đây khoảng 65 năm trong các hang lèn giữa rừng Phong Nha, Kẻ Bàng. Năm 2022, sự kiện 3 nữ sinh dân tộc Chứt huyện Minh Hóa đều sinh năm 2004, đậu vào trường Đại học Quảng Bình với điểm số trên 25 đã trở thành niềm tự hào của đồng bào nơi đây. Đó là các em Cao Thị Lệ Hằng, trú tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, người Rục; Hồ Thị Lích, trú tại bản Ba Lóc, xã Dân Hóa, người Mày; và Nguyễn Thị Kim Chi, trú tại thôn Đặng Hóa, xã Hóa Sơn, người Sách. Trong 3 nữ sinh này, Cao Thị Lệ Hằng là người Rục đầu tiên đỗ đại học và cũng là nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất. Hằng là con thứ 6 trong gia đình có 8 anh chị em. Từ nhỏ, Hằng đã phải chịu cảnh thiệt thòi khi thiếu vắng tình cảm của cha. Một mình mẹ Hằng gồng gánh làm thuê để nuôi các con ăn học. Cha hắn mất sớm, từ tôi bươn ba làm sẵn làm ngô, tôi nuôi. Nuôi ốc gà ốc lớn đồ là bán là chăm lo, để tôi cho con tôi chăm học hành. Tôi cứ suy nghĩ làm sao, đời tôi là không có chữ rồi, còn đời con cho hắn có chữ, hắn đi học hành để mai sau này hắn có ngành có nghề. Mày đứa con hắn nghe lời mẹ hắn chăm sóc học hành hết. Tôi biết con trúng đại học là tôi rất mừng, mà cả mừng nữa, cả buồn nữa. Mừng là được đi học mà quay lại là không có tiền bạc chi mà cho con đi đại học. Đồn cái sen biên phòng giúp đỡ cho về tình huyền xà, họ giúp đỡ cho là được ngày hôm nay. Là con Hằng được đi đại học là tôi rất cảm ơn. Đã nhiều lần Hằng có ý định nghỉ học ở nhà phụ gia đình, nhưng được sự động viên của thầy cô, sự giúp đỡ của đồn biên phòng Cà Sèng, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình. Cháu là người đồng bào Rục đầu tiên là đổ được vào trường Đại học Quảng Bình, giúp cái đồng bào ngày càng tiến bộ, văn minh, ngày càng phát triển thêm. Việc học hành của học sinh dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, vùng cao biên giới thì sự hỗ trợ của nhà nước về chính sách giáo dục chỉ là một phần. Sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng và các thầy cô giáo vùng cao cắm bản cũng góp thêm một phần rất quan trọng. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là sự định hướng, động viên và dạy bảo của các bậc phụ huynh để con cái họ xác định được con đường học tập của mình. Để cháu đăng tải thêm sách vở, quần áo. Chị Bảy là tấm gương đối với tất cả các chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Thượng Hóa. Theo tôi nghĩ là vai trò của người mẹ rất là quan trọng đối với con cái và tương lai của con cái. Vì thế là người mẹ là người là
luôn phải là quan tâm con cái của mình và chia sẻ những cái khó khăn và định hướng cho con những cái việc trong cái việc học tập. Thời điểm em đang học phổ thông, đang ngồi trên ghế nhà trường thì em mong muốn mình sẽ trở thành cô giáo để đưa con chữ về bản làng của mình. Mặc dù em trúng tuyển đại trường Đại học Sư phạm Huế, nhưng mà nhờ có sự quan tâm và đồng hành của lãnh đạo tỉnh và trường Đại học Quảng Bình và đồn biên phòng Cá Sen, nên em đã lựa chọn lại trường Đại học Quảng Bình để học tập và cố gắng nỗ lực để thực hiện được mơ của mình. Trong suy nghĩ của em, sau khi học hết đại học thì em mong muốn trở về lại bản làng của mình để dạy cho con em cái chữ, cũng như là tuyên truyền cho bà con theo chính sách của Đảng, Nhà nước. Giờ đây, ước mơ đối với Hằng đang dần thành hiện thực. Trong hành trình tìm kiếm tri thức, đã có không ít học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số trưởng thành trên nhiều lĩnh vực. Họ trở thành tấm gương sáng, là người truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo. Quan điểm là phải giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Là người phụ nữ Sơ Đăng đầu tiên nhận bằng tiến sĩ, ngay từ nhỏ, Rơ Đăm Thị Bích Ngọc đã được cha mẹ định hướng phải học tập và rèn luyện. Khi lên 10, Bích Ngọc vào học trường dân tộc nội trú huyện Đắc Tô và sau đó là trường dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum. Khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng với nghị lực của mình, chị đã vượt qua tất cả để hoàn thành tốt chương trình học, trở thành nhà nghiên cứu tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Về nữ sinh dân tộc thiểu số, mình cũng có một cái chia sẻ thôi. Đầu tiên là ước mơ này, nghị lực này, ý chí này, và trao dồi cái kiến thức và đặt cái việc học lên hàng đầu. Thứ hai nữa là nữ sinh thì bây giờ may mắn hơn cái thế hệ của mình thì là nó có cái truyền thông đến đó, thì các bạn phải đón nhận, phải tiếp nhận, đọc rồi phải tìm hiểu. Thì mình nghĩ cái điều đó thì rất là tốt cho cái nữ sinh. Thứ ba nữa, cái nhận thức. Nhận thức thì bây giờ trên cái thông tin rất là nhiều, nhưng mà mình phải nhận thức đúng. Đầu tiên là đúng trong gia đình trước, sau đó thì mình mới ở xã hội, trong môi trường của mình, xong rồi mới xã hội. Đó thì mình nghĩ là cái đó là không có cái gì ngoài cái nghị lực và cái ý chí. Và nói chung là cũng phải, nếu mà bạn nào muốn thành công hơn nữa thì là mình nghĩ là cái sự say mê, và không có gì ngoài học và kiến thức. Đấy là mình mong muốn với các bạn bây giờ. Sau 10 năm kể từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, tình hình giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được nhiều thành tựu. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi học cấp tiểu học đạt gần 100%, cấp trung học cơ sở là 93%. Tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số trong độ tuổi đi học phổ thông nhưng không đi học giảm gần một nửa, từ 26,4% năm 2009 xuống còn 15,5% năm 2019. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường của 53 dân tộc thiểu số hiện vẫn cao hơn gần 2 lần tỷ lệ chung về trẻ em ngoài nhà trường của cả nước. 19 trên 53 dân tộc thiểu số có tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường trên 20%. Bởi vậy, quan tâm thúc đẩy phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiện vẫn là một vấn đề cấp thiết. Để tạo được những bước tiến mới đối với giáo dục trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chúng tôi cho rằng cùng với nhà trường, xã hội thì cha mẹ có vai trò đặc biệt quan trọng. Cha mẹ không chỉ là người thầy đầu tiên tạo nên môi trường nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em
mà còn góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Bởi vậy, nâng cao nhận thức của cha mẹ về giáo dục, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì có ý nghĩa rất lớn đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Thay đổi nếp nghĩ của cha mẹ chính là mở ra cơ hội phát triển cho trẻ em. Giáo dục là hành trình dài, không phải 5 năm, 10 năm mà là học tập suốt đời. Trong hành trình tìm kiếm tri thức ấy, ngay từ khi những đứa trẻ như tờ giấy trắng phải được cha mẹ dạy về giá trị của con chữ. Đáng mừng là trên khắp mọi miền Tổ quốc, trong đồng bào các dân tộc thiểu số, ngày càng nhiều ông bố bà mẹ nhận thấy tầm quan trọng của giáo dục. Họ thấy giá trị của kiến thức đối với phát triển kinh tế cũng như trong đời sống hàng ngày. Họ muốn con cái mình bước ra khỏi bản làng để hội nhập với thế giới. Sự quan tâm tới giáo dục của cha mẹ hôm nay chính là đã trao chìa khóa cho thế hệ tương lai.